Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 13 tháng 4, 2024. Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 13 tháng 4, 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 4. Mỗi ngày 13, chúng ta nhớ đến Đức Mẹ Fatima với biến cố mẹ hiện ra năm 1917 tại Bồ Đào Nha, Fatima. Và nhất là nhớ đến ba lệnh truyền của mẹ. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Vâng, ba mệnh lệnh ấy chúng ta cố gắng giữ, siêng năng lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Tôn sùng trái tim mẹ nghĩa là làm sao cho trái tim mình được nên giống trái tim mẹ, thay trái tim chai cứng thịt mềm bằng trái tim biết yêu thương. Và ăn năn đền tội cũng nghĩa là phải cải thiện đời sống. Chúng ta đang sống ở trong mùa phục sinh, một sức sống mới, một cuộc sống mới, một đời sống mới đã bắt đầu. Nếu cuộc sống cũ có cái gì chưa hay, chưa tốt, ta lột, ta bỏ để có một cách sống mới, một lối suy nghĩ mới, một cách đối xử mới với nhau, thấm đượm lòng thương xót. Khi ta thực sự có lòng thương xót, ta sẽ biết cách đối xử với anh em mình như thế nào cho đúng và cho đẹp. Đúng thì sẽ đẹp. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 6, câu 1 đến câu 7. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ. Vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa." Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Porokoro, Nicano, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê ở Antioquia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Mời anh chị em và cộng đoàn lặp lại câu đáp: "Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Hallelujah, hallelujah. Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Hallelujah. Mời anh chị em và các bạn mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 16 đến câu 21. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: "Thầy đấy mà, đừng sợ." Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang đọc trong sách Công vụ Tông đồ. Và ít nhất tới bây giờ chúng ta đã được nghe hai lần nói về thời giáo hội sơ khai. Các tông đồ, mọi người để mọi sự làm của chung, không ai lấy cái gì làm của riêng mình. Rồi ai có của cải thì đặt xuống dưới chân các tông đồ, rồi các tông đồ sẽ phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và mọi người cảm thấy lòng dạ hân hoan, phấn khởi. Cộng đoàn sống với nhau như là thiên đường hạ giới. Thích không? Thích. Vui không? Vui. Mà nếu bây giờ các bạn trong nhóm Tín Thác hoặc nhóm Khát Vọng mà sống được như vậy, mình có thấy có tham gia được không? Tham gia được không? Được. Quá ngon rồi. Mọi người sống với nhau, mọi sự là của chung. Ai cần cái gì thì xài, ai cần bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Không có ai có lo giữ cho mình của riêng, không ai cho mình lợi ích riêng gì cả. Hạnh phúc quá, lý tưởng quá. Nhưng lý tưởng ấy, hạnh phúc ấy không được bao lâu. Vì càng đông người bao nhiêu thì bắt đầu có những vấn đề nảy sinh. Sống chung với nhau, bá nhân bá tính, đâu phải ai cũng một lòng một ý đâu. Cứ một người mà chật ra một ý khác là thấy mệt rồi. Mà ta bảo trăm người trăm ý, bá nhân bá tánh mà. Cho nên các tông đồ cũng thế thôi. Cũng gặp những khó khăn ngay từ ban đầu là số môn đệ thêm đông. Thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Nhưng bà quá là những người thấp cổ bé miệng mà, những người không có tiếng nói trong cộng đoàn thì dễ bị bỏ quên. Mà vấn đề nảy sinh cũng lại dính đến vấn đề chuyện vật chất, vì phân phát lương thực hàng ngày. Lý tưởng là cũng để mọi sự làm của chung, không quan tâm gì đến chuyện vật chất riêng, quyền tư hữu gì cả. Lý tưởng là ai có nhu cầu thế nào thì dùng thế đó. Vậy thì những bà quá họ cũng có nhu cầu, tại sao họ không được? Trong khi đó, những bà đại gia, những bà mệnh phụ phu nhân thì lại được. Tại sao cái anh thấp cổ bé họng này, anh ấy không được với tới, anh không với được tới. Trong khi đó những người này thì mọi thứ cứ để sẵn trong tay. Sẽ nảy sinh vấn đề là phân biệt đối xử. Sẽ nảy sinh vấn đề là giàu nghèo sang hèn. Và từ đó sẽ nảy sinh vấn đề là phe phái. Nhóm mấy ông giàu kia ngồi với nhậu với nhau, nãy giờ có để ý đến mấy
phu xe với mấy anh tài xế, mấy anh bảo vệ này không? Không. Còn là hai bà này ngồi vẹn râu ra, có nghĩ đến mấy đứa phục vụ đang ở ngoài kia quét sân quét nhà không? Cũng không luôn. Bắt đầu người giàu thì bắt đầu tụ vào với nhau, người có quyền có chức thì cũng tụ vào với nhau. Rồi những người nghèo thì thân phận bé mọn của mình thì cũng dạt vào một góc với nhau, gọi là dạt chứ không phải là tụ. Còn người ta có quyền người ta tụ lại, còn mình thì dạt, bèo, bọp, tét, gì đó. Chúa, tôi nhìn tội nghiệp không nguy chứ. Thế thì bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng vậy. Trong giáo hội còn như thế thì xã hội là càng như thế hơn nữa. Vì thế, vấn đề vật chất nó luôn luôn là chi phối đời sống cộng đoàn. Và nó chi phối cả cá nhân những người muốn bước theo Chúa. Các tông đồ bây giờ một đảng thì phải lo cái chuyện vật chất đó, làm sao mà chia cho mọi người đúng với nhu cầu. Một đảng thì lại phải lo việc là cầu nguyện và phục vụ lời Chúa, làm sao mà chu toàn cả hai được. Chúng ta vẫn bị giằng co giữa một đảng là đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Chúng ta vẫn bị giằng co đời sống cầu nguyện và đời sống hoạt động. Lúc nào cũng có cái phải giằng co giữa hai cái đó. Làm sao mà cân bằng được hai cái đó. Cân bằng được hai cái đó. Có những người thì mới đầu vào nhóm thiện nguyện hay là nhóm tín thác hay nhóm khát vọng hăng say lắm. Quên hết. Dấn thân hết sức. Nhưng mà đụng một cái khi mà dính đến quyền lợi vật chất, dính đến công ăn việc làm là bắt đầu bị chi phối. Đúng không ạ? Tôi thấy nhiều khi nói thì nó cũng kỳ. Những người thất nghiệp thì họ hăng say nhiệt tính. Họ chả nghĩ gì cả. Còn những người bắt đầu có công ăn việc làm là bắt đầu đắn đo. Này có dự án này, có dự án nọ, dự án kia. Bây giờ cân đo đong đếm giữa cái dự án mà mình có thể kiếm được 1-2 triệu với việc mà mình đi nghe giảng ngày thứ bảy Chủ nhật có được đồng nào hay không. Thấy chưa? Rồi với việc mà mình đi tham dự ngày hội trại đi. Với việc mà bây giờ còn công việc này sếp đang nhờ mình. Nếu mình đi hội trại thì có thể không đẹp lòng sếp. Và đẹp lòng sếp thì bỏ hội trại. Thường người ta muốn đẹp lòng sếp hay là muốn đẹp lòng Chúa? Đẹp lòng sếp. Đẹp lòng sếp thôi. Chúa thì lúc nào chả được. Sếp thì không được lần này là khó có lần sau. Cho ta thấy con người ta, cái tính toán của con người ta làm Chúa đau lòng biết chừng nào. Đau lòng biết chừng nào. Cho nên có khi người ta đến xin tôi để làm ăn được, buôn bán được. Tôi bảo không biết là mình có nên khấn hay không. Bây giờ nó đang hăng say nhiệt tình như vậy. Khấn nó cái nó được cái là bắt đầu lại bị bị tiền bạc nó cuốn hút. Công việc nó cuốn hút. Tự nhiên thấy biến mất tiêu chả thấy đâu cả. Còn đang có mấy dự án. Còn là có mấy chương trình. Không có thời giờ đến nữa. Thứ nào con thu xếp được thì con đi. Tôi nghe câu khi nào thu xếp được cái đi, tôi bảo chắc chả bao giờ đi nữa. Vì bây giờ họ còn chưa có gì, mới sơ sơ mà họ còn như vậy. Đến khi mà họ thành công, thành đạt nữa thì hết còn cơ may để họ đi nữa rồi. Cho nên các tông đồ ngày xưa cũng bị giằng co với cái đó. Cầu nguyện và loan truyền lời Chúa, phục vụ lời Chúa, rồi còn phải lo cho việc phân phối lương thực cho mọi người đồng đều nữa, vừa tinh thần vừa vật chất, làm sao cân đối được. Nên cách tốt nhất là đừng bao giờ bao cấp. Người lãnh đạo đừng bao giờ ôm đồm, mà phải biết chia đều công việc để cho những người, mỗi người có một trách nhiệm. Và khi họ có trách nhiệm như vậy thì phải ý thức được, phải tập cho họ có tinh thần trách nhiệm. Đừng nghĩ rằng là không ai làm được, chỉ có mình tôi làm được. Không. Đừng nghĩ rằng tôi làm được mọi việc, không ai có thể thay được. Không. Không ai là người không thể thay thế được. Không ai là người bất khả thay trong cuộc đời này.
Đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có mình mới làm được mà thôi. Và cũng đừng bao giờ cho rằng là không có ai thay thế mình được. Vì thế mà các tông đồ mới họp lại và quyết định rằng là chúng tôi thì chỉ lo việc này mà thôi. Chúng ta sẽ phân công ra để cho mỗi người có một nhiệm vụ, có một trách nhiệm. Và khi mà phân công nhiệm vụ trách nhiệm như vậy thì trước tiên người lãnh đạo phải có lòng tin tưởng nơi người ta. Mà để cho mình có lòng tin nơi người ta và để cho họ tự tin thì trước khi giao công việc ấy phải huấn luyện cho người ta biết là họ làm gì và làm như thế nào. Đừng có giao cái việc mà người ta không biết làm mà cứ giao thì hỏng hết. Vì người ta không biết việc mà giao cho người ta làm thất bại thì người ta sẽ mất cái sự tự tin đi. Và khi giao cho người ta thì cũng đừng để mặc người ta muốn làm sao thì làm. Mình không có kiềm kẹp nhưng luôn luôn theo sát để hướng dẫn giúp người ta chu toàn nhiệm vụ. Đó mới là người lãnh đạo thực sự. Mình không có làm thay người ta. Mình không có kiềm kẹp người ta. Và mình cũng không bỏ rơi người ta hay là bỏ bê. Họ muốn làm sao thì làm. Không. Người trách nhiệm phải là người chịu trách nhiệm trên hết khi mình giao trách nhiệm cho người khác. Tôi có phần trách nhiệm trong việc thất bại của chị. Vì tôi giao cho chị mà tôi không kiểm soát, không có theo dõi thường xuyên. Hoặc tôi có phần trách nhiệm trong đó vì tôi giao cho chị mà không huấn luyện cho chị trước, không chỉ cho chị trước. Hoặc là không mà giúp cho chị có điều kiện để thực hiện được cái trách nhiệm mà tôi trao phó cho chị. Và khi mình nhận trách nhiệm, không nhận thì thôi, đã nhận thì phải chu toàn, phải có trách nhiệm trong việc đó. Khi mình gọi là nhận trách nhiệm thì phải có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm về cái việc mình nhận, việc mình làm. Đừng có nhận bừa, không làm được thì nói không làm được. Mà nhận làm mà có gì không hiểu thì phải hỏi lại làm như thế nào. Và có gì khó khăn thì phải trình bày với người có trách nhiệm là bây giờ vấn đề phân phối lương thực như vậy thì bây giờ có những chuyện khó giải quyết quá thế này thế kia. Khi trong một tổ chức mà từ người lãnh đạo đến người thực hành có sự phối hợp nhịp nhàng như vậy thì những người dưới mới được lợi ích và không có bà quá nào bị bỏ rơi vì không được phân phát lương thực. Các tông đồ phải có cái óc lãnh đạo như vậy. Được rồi, thế thì chúng tôi lo việc lời Chúa và lo việc cầu nguyện. Còn bầu lên 7 người khôn ngoan, được tiếng tốt, cắt đặt cho làm công việc đó. Chọn mặt người vàng, người khôn ngoan có tiếng tốt, rồi cầu nguyện để chọn được những người đó. Chứ không có chọn theo cảm tính của mình. Tôi thích cô này, tôi chọn cô này, mặc dù cô kia thì có khả năng hơn. Không được. Tôi không thích anh này, tôi không chọn. Tôi chọn anh kia, mặc dù anh này có khả năng hơn anh kia. Nhưng mà tại vì không hợp với tôi. Không. Trước khi đó phải cầu nguyện để lựa chọn được khách quan và trung thực. Không để tình cảm nó chi phối sự lựa chọn của mình. Không để cho những cái riêng tư, những mối quan hệ riêng tư. Biết quan hệ riêng tư không? Tình cảm riêng tư hoặc là đút lót này nó chạy trọt để được chức này, còn này không có chạy thì mày có khả năng thì mày vẫn cứ là nhân viên văn phòng, không bao giờ được lên chuyên môn. Đừng để như thế. Trong gia đình cũng vậy, người làm cha làm mẹ cũng biết chia công việc cho con cái của mình. Trong cộng đoàn cũng vậy, anh em biết chia cho nhau công việc phù hợp với khả năng của mỗi người. Và khi các bạn đã nhận trách nhiệm thì chu toàn, giá nào cũng phải làm, còn không lập được thì phải báo lại và cần hỗ trợ thì phải kêu cầu sự hỗ trợ, chứ đừng có tự mình làm cuối cùng không làm được rồi cũng ngồi đó mà than thân trách phận hay là buồn chán rồi mất niềm tin, mất cái sự tự tin của mình đi. Đọc lời Chúa, chúng ta rút ra được những bài học cụ thể thiết thực như vậy thì cuộc sống của mình nó mới gọi là có tổ chức được. Mà trong những nhóm của mình nó có sự hài hòa. Chứ còn nếu mình cứ để cho tình cảm nó chi phối, hồi cứ giao hết cho anh ấy để anh làm, ông đầu ông làm hết. Có những người đầu thì quá bao cấp. Nếu như cha sở, ngài đâu phải chuyên môn về xây dựng,
Ngài đâu phải chuyên môn về điện rã, cũng đâu phải chuyên môn về nhạc. Nhưng mà Ngài bao cấp hết thì dưới chẳng ai làm gì được hết. Nhiệm vụ của mình như là các tông đồ là cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Thì những người mục tử, những người lãnh đạo tinh thần thì lo cái việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa đi. Còn chia công tác cho những người dưới, mỗi người một việc để họ làm. Chia thì phải tin tưởng nơi họ và tạo điều kiện cho họ, đồng thời cũng đồng hành với họ, chứ không phải để bỏ bê họ, muốn làm gì thì làm. Còn việc chính của mình là cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Nhiệm vụ của tôi là cầu nguyện và loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn những việc khác về âm thanh, về ánh sáng, về kỹ thuật, về cái này cái kia, mỗi anh em một việc. Ngay cả cái việc nhỏ ở đây cũng vậy. Người thì cắm hoa, người thì đốt nến, người thì dọn bàn, người thì vệ sinh, người thì lo phục vụ anh em ăn uống. Mỗi người một việc. Còn nếu mà tôi bao cấp hết thì không làm gì được. Giảng xong, ngồi nghỉ ngơi, tĩnh tâm, anh em sắp xếp. Có thể mới đầu chưa có ngon, rồi từ từ nó sẽ quen việc. Gọi là nghề dạy nghề. Mình phải dám làm và chấp nhận có sai và khiêm tốn sửa chữa. Có những người cứ sợ sai không dám làm. Đó là một hình thức kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì tôi phải làm phải hay mới được. Không, tôi có thể làm đâu không hay. Có khi hát giờ chưa hay. Nhưng mà riết tập thì nó phải hát hay hơn, làm riết thì nó phải khá hơn. Ví dụ như thế. Phải có sự kiên trì và khiêm tốn để cầu tiến. Còn khi mà giao mà mình cứ sợ mình không làm thì chả bao giờ mình làm được cái gì. Hoặc là không biết mà cứ làm bừa thì sẽ dần dần mất tự tin và cũng mất lòng tin ở người khác. Thôi mày ơi, thằng đó nó nói, nó nhận rồi. Thằng đó nhận là tao không dám giao rồi đó. Thằng nào gì đó nói là tao thua rồi đó. Biết bao nhiêu lần nó cứ vâng vâng dạ dạ rồi nó có làm đâu. Nó nói vâng rồi đang làm nẻo. Thôi, nó tao sợ lắm rồi. Có nhiều người về mà cứ giao cho người đó là tôi sợ, tôi không dám giao. Vì biết là giao nó chỉ vâng vâng dạ dạ để đấy thôi. Còn có những người khi mình nói xong một việc là mình không còn bận tâm gì nữa vì biết rằng giao cho họ là bảo đảm an toàn. Đó. Thì thưa anh chị em và các bạn, mình nghe lời Chúa phải sống được như vậy. Và sống như vậy thì thấy sướng. Và khi như vậy thì sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Cầu nguyện rồi mới đặt tay, tức là trao nhiệm vụ. Và khi làm được như vậy thì lời Chúa lan tràn. Số môn đệ tăng thêm và đám đông, cả những tư tế cũng đón nhận đức tin. Anh chị em thấy không ạ? Nếu đội nội bộ mình tổ chức vững chắc thì người ta nhìn vào nội bộ mình, người ta càng thấy niềm tin hơn và ta càng kéo đến. Và số các môn đệ tăng thêm nhiều và ngay cả các tư tế cũng đón nhận đức tin. Tư tế là những người mà họ cúng kiến, họ theo những đạo khác, tôn giáo khác chẳng hạn, họ cũng đến được. Nếu mà họ thấy rằng là trong tổ chức của chúng ta có tổ chức đàng hoàng, có trật tự, có phân công trách nhiệm đàng hoàng. Nhưng mà rồi, thưa anh chị em và các bạn, có người ta vẫn có một cái điều đi kèm với cái việc hăng say nhiệt tình đấy, vẫn cái sự lo sợ khi gặp những khó khăn. Giao nhiệm vụ đấy, hay là gặp những sự cố xảy đến, nó ngược với những gì mình mong ước, mình tính toán, mình đợi chờ, vẫn cảm thấy khó khăn. Đây là một trong những kinh nghiệm mà chúng ta nghe ở trong bài tin mừng. Các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Chưa đến có phải là không đến không? Sao đến chưa? Chưa thấy nó đến. Hẹn tối nay đến mà chưa thấy đến. Nhưng mà có thể đến không? Vẫn còn có thể đến. Chúa chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Ta thấy lòng tin của con người đặt nơi Chúa nó mong manh như vậy. Chèo trống không thấy Chúa. Rồi sóng to biển động, chèo 5-6 cây số, thấy Đức Giêsu đi trên biển hồ và đang tới gần thuyền thì lại hoảng sợ. Đúng ra thì phải làm gì? Vui mừng chứ, có niềm hy vọng đến rồi chứ, đang chờ mà Chúa chưa đến, bây giờ Chúa đến.
Nha, vì cái ông để cho cái lo sợ nó lấn át cái niềm tin của mình, lo sợ nó lấn át cái niềm hy vọng của mình, lo sợ nó lấn át hết tất cả những gì mà mình đang mong, đang đợi chờ. Sợ quá rồi, giống như đi thi ấy. Học xong ngon lành lắm rồi, học xong chưa tốt, chuẩn bị chưa tốt, vô mở cái đề thi ra cái hoảng sợ, quên hết con. Rồi có khi tập đấu lên võ đài ngon lành lắm rồi, ở nhà tập ngon lắm, vừa lên gặp địch thủ nó to trợn mắt, nó trợn trừng lên cái bùn rùa tay chân, chả còn nhớ gì cả, toàn là đấu võ miệng với lại võ quơ. Sự tự tin, niềm tin rất cần thiết trong cuộc sống đầy những lo sợ của ngày hôm nay. Cho nên có một người họ cố công tìm kiếm những chi tiết ở trong Kinh Thánh và đếm được 365 tiếng đừng sợ trong toàn bộ Kinh Thánh. 365 tiếng đừng sợ trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế thì thưa anh chị em, mỗi ngày trong một năm chúng ta đều được kêu gọi và nhắc nhở đừng sợ. Một năm có bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tuần lễ? Bao nhiêu tháng? Mà mỗi ngày trong Kinh Thánh đều nhắc một lần đừng sợ. Đoạn tin mừng ngày hôm nay thưa anh chị em mà chúng ta vừa mới nghe là một bằng chứng cho chúng ta thấy được rằng là khi các môn đệ đang chiến đấu với sóng gió thì Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với họ. Và Chúa Giêsu đến một cách bất ngờ, cho nên các tông đồ hoảng sợ. Và khi thấy các tông đồ hoảng sợ như vậy, thay vì trách mắng, thầy đấy mà sợ cái gì, nhát gan, đoạn nhát đảm vân vân, thì Chúa Giêsu đã trấn áp, thầy đây mà đừng sợ. Những lúc trong cuộc sống của anh chị em và các bạn lo về bệnh tật, lo về thất nghiệp, lo vì thất tình, lo vì thất bại, lo vì bị bỏ rơi, lo vì đủ mọi thứ, như là con thuyền đang tròng trành giữa phong ba bão táp của cuộc đời, giống như các tông đồ. Văng vẳng tiếng Chúa nói với mỗi người chúng ta, thầy đây đừng sợ. Thầy đây đừng sợ. Thầy đây đừng sợ. Hãy nghe được những tiếng đó đi, nghe được tiếng nói của Chúa, giống như Chúa nói với Faustina rất nhiều lần, đừng sợ, ta vẫn ở bên con. Những lúc Faustina cảm thấy cô đơn, cảm thấy chơi vơi, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán trường vì công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa bị bao nhiêu cản trở, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu nghi ngờ, chán quá, thất bại, thất vọng, chán nản quá, Chúa vẫn nói với Faustina, thầy đây, ta đây, đừng sợ, ta vẫn ở với con. Và khi mà có Chúa, khi mà có Chúa, khi mà Chúa ra tay thì rất nhanh ở cái chỗ là chúng ta thấy các ông muốn rước Chúa lên thuyền, nhưng lúc đó thuyền đã đến bờ nơi các ông định đến. Chỉ trong một tích tắc thôi, Chúa ra tay thì bao nhiêu những cái vất vả của mình suốt một đêm lao đao, lo lắng, sợ hãi không biết bao giờ mới đến. Mà Chúa chỉ ra tay một cái thì đã đến bờ nơi các ông định đến. Không biết nó còn xa bờ bao nhiêu, nhưng mà chỉ một tích tắc, thầy đây đừng sợ. Công tính rước Chúa lên thuyền để thôi, có thầy đi trên thuyền an toàn. Không biết bao giờ mới đến bờ, nhưng mà có thầy đây là có bảo lãnh rồi, có cái phao đây rồi, có gì mà có chìm thì bám chặt lấy cái phao. Các ông nghĩ rằng còn xa lắm, còn khó khăn lắm. Mở mắt ra đã thấy đến bờ nơi các ông định đến. Có những lúc mình vất vả đủ mọi thứ, làm mãi không xong, đặt tất cả niềm tin nơi Chúa, cầu nguyện, Chúa ra tay, gặp thầy, gặp thuốc, tưởng là tiêu rồi, nhưng mà gặp đúng ông thầy, thầy mịt vườn thôi, thuốc bình thường thôi, nhưng mà Chúa cho khỏe mạnh trở lại. Bế tắc quá, không biết giải quyết như thế nào, đùng cái được một cái dự án, trúng cái giải quyết được. Đang khó khăn thử thách không biết như thế nào, có một người bạn đến, này được cái đó tôi biết, tôi giúp cho, đùng cái rồi xong. Chúa ra tay thì mọi cái đều có thể. Nhưng nhớ rằng là trước đó Chúa chưa đến,
trước đó vẫn còn phải trèo trống. Và cái trèo trống ấy để thử coi các bạn có còn tín thác vào Chúa hay không. Nếu bạn tín thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah, hallelujah. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu. Xin vâng lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, chẳng để con luôn mãi xin vâng. Xin vâng lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, chẳng để con tản mạn cuối tuần 13 tháng 4 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 13. Mỗi ngày 13 chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ Fatima và nhớ lại ba mệnh lệnh mẹ mời gọi mỗi người chúng ta. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Xin Chúa cho mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta nhiều khi cho rằng việc lần hạt là chuyện quá là bình dân. Nhưng mà đạo đức bình dân ấy nuôi sống đời sống trí thức, đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta đấy. Và chính nhờ việc lần hạt ấy mà ta mới có thể cải thiện đời sống được. Và tôn sùng trái tim mẹ, yêu mến mẹ có nghĩa là cho trái tim của mình cũng được tan chảy vào trong trái tim của Chúa Giêsu như trái tim của mẹ. Mến chúc anh chị em và các bạn một buổi chiều thứ bảy mừng mẹ Fatima thật vui, thật đầm ấm, hạnh phúc dưới tà áo mẹ hiền. Có những con đường đưa tên quán nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cung quý ma, dối trá gian tà bóng tối phủ kín quanh ta. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót luôn luôn mở rộng cho ai chịu.
chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương thứ tha chữa lành. Thưa anh chị em và các bạn, trước khi chia sẻ thì xin cho tôi được ly cà phê. Tản mạn cuối tuần, ta ngồi nói chuyện với nhau nhiều thứ chuyện trên đời. Sao chương trình của anh em vừa rồi đi tốt không? Đi về có mệt không? Không mệt, cũng nhận được nhiều bài học có giá trị sau. Nào, rồi anh em có làm việc bình thường chứ? Dạ, anh em vẫn làm việc bình thường, vẫn đang say. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, mình chịu khó nghĩ khác đi để mình có được hạnh phúc. Cái suy nghĩ nó quan trọng lắm. Cái suy nghĩ nó điều khiển cuộc sống mình, điều khiển lời nói và điều khiển hành động của mình. Nghĩ cái này thì như thế này, và nghĩ cách khác thì nó ra cách khác. Tất cả là do cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên tập điều khiển cả suy nghĩ của mình. Có những người suốt ngày cứ ngồi suy nghĩ tiêu cực, bi quan, yếm thế. Cuộc sống của mình nó cũng tăm tối, nó cũng ủ rũ, và khuôn mặt của mình nhìn thấy hắc ám, u ám và tối tăm lắm. Có những người có những suy nghĩ tích cực, suy nghĩ lạc quan. Mặc dù họ nghèo, mặc dù họ khó khăn, nhưng mà lòng họ vẫn bình an, miệng họ vẫn tươi, mặt miệng vẫn cười mà khuôn mặt vẫn vui tươi. Cho nên tạm hẳn cuối tuần thường gửi đến cho em những một vài cái suy nghĩ để mình tích cực hơn trong cuộc sống của mình. Khi chán nản, hãy nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao nhiêu thời gian để phung phí. Bạn vui thì một ngày cũng qua đi, bạn buồn thì một ngày cũng kết thúc. Nếu nhận ra điều này, hẳn sẽ không dễ dãi để cho cuộc sống của mình âm u nữa. Một ngày vẫn có 24 tiếng à. Vui hay buồn cũng chỉ 24 tiếng. Vậy thì tại sao mình lại cứ để cho cái bảo ngày buồn nó cứ kéo dài? Vui thì mình thấy thời gian nó ngắn phải không? Buồn thấy nó sao mà lâu quá, như là đợi chờ cái gì nữa thì càng thấy. Cho nên đó là do tâm lý chứ. Vậy thì khi phiền muộn, hãy nghĩ xem, thật ra cuộc sống là những phép trừ. Gặp nhau một lần là ít đi một lần. Sống một ngày là giảm đi một ngày. Có gì đáng để phí hoài đâu. Không quên tình nghĩa, không nghĩ thị phi, không chấp oan trái, không nợ nần ai, không thẹn với lương tâm là được. Có những bạn vẫn để cho lương tâm mình bị dằn vặt bởi những việc làm sai trái của mình, nhất là khi mình dính vào những tệ nạn xã hội. Mà một trong những tệ nạn mà bây giờ các bạn trẻ dễ bị nhất là cờ bạc, rượu chè, xì ke. Có ba thứ đó: cờ bạc, rượu chè, xì ke. Mà cờ bạc thì bây giờ nó tinh vi hơn, không phải ngồi đánh bài, không cần, giờ đâu cần ngồi, cho nên đâu bắt được. Ngày xưa ngồi đánh bài là được công an đến bắt. Giờ bạn cứ ngồi trong phòng bạn cũng có thể đánh bài được. Không những đánh bài ở Việt Nam mà đánh bài quốc tế còn được mà. Cho nên những cái trò mà cá độ là cái ma quỷ nó dùng cái phương tiện đó để nó lôi kéo các bạn vào những cái đam mê tiền tài. Mà Chúa nói con người không thể làm tôi hai chủ được. Vừa làm tôi ma quỷ là tiền bạc, vừa làm tôi Thiên Chúa không được. Tiền bạc là thế gian, là ma quỷ, vì nó lôi kéo mình vào những điều xấu. Cho nên Chúa nói là không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc được. Nó là phương tiện, nhưng mà mình để nó thành ông chủ khi nó điều khiển mình. Bạn làm chủ đồng tiền hay đồng tiền làm chủ bạn? Nói thật. Mà tại sao bạn để đồng tiền làm chủ bạn? Mà bạn vẫn nói là bạn yêu Chúa, tin Chúa là sao? Không phải chỉ ham vui, mà còn cái gì hơn nữa. Tại vì nếu mình vui
cái mà thực sự là vui là nó phải đem lại cho mình sự bình an, nó mới gọi là vui. Còn khi mình vui mà nó làm cho nhà tan cửa nát, nó làm cho mình nợ nần chồng chất, nó làm cho mình không còn uy tín với người khác nữa, sao gọi là vui? Mà ma quỷ nó bảo vui đấy, cái chữ vui đó là của ma quỷ. Chữ vui đó không phải niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta, là niềm vui mà không phải thế gian ban tặng. Niềm vui thực sự là niềm vui có Chúa, niềm vui thực sự là niềm vui phục vụ, niềm vui là niềm vui biết hy sinh, biết quan tâm nghĩ đến người khác, đó là niềm vui. Còn cái mà bạn gọi là vui chỉ là cái ích kỷ của bạn mà thôi, chỉ thỏa mãn cái bản năng ham muốn tiền bạc của bạn mà thôi. Tại sao bạn cá độ bóng đá? Vì có tiền thì bạn có phải làm nô lệ cho đồng tiền không? Chứ không phải là vui. Mà ma quỷ nó dụ mình vui thôi mà, tại con ham vui, tức nó không phải ham vui, mà là bị ma quỷ nó lôi kéo mình làm nô lệ cho nó. Tại vì vui mình có thể dứt được. Tại sao bạn không dứt được mà bạn bảo đó là vui? Đúng không? Tôi vui thì tôi dứt được chứ. Muốn uống là tôi uống, à không tôi uống thôi à. Cà phê bạn để đấy đến nguội tôi cũng không uống là tôi không uống. Chứ phải cứ có cà phê là phải uống, vì tôi làm nô lệ cho cà phê, đâu phải là vui mà uống nữa. Mà không uống thì không chịu được, có gì đâu gọi là vui, đúng không? Còn tôi thích uống tôi uống, ngon thích, nhưng mà không có nó tôi đâu sao đâu, phải làm chủ. Cho nên khi mà bạn dính vào những cái đó, dính vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, nhất là cờ bạc, xì ke thì còn thấy được, người mình nó oái rồi nó thèm, rượu chè cũng thấy được, uống cho nó say xỉn. Còn cờ bạc là cái thứ mà nó vô hình, không ai thấy, nhìn bạn vẫn tốt lành như thường. Cờ bạc người ta đâu nhìn thấy, rượu chè xì ke thấy không? Nhìn biết liền, ngửi mùi biết liền, thấy nó oải oải biết liền. Còn bạn có nghiện cờ bạc nó đâu phải đâu ngáp đâu, đúng không? Cho đó mới là cái tinh vi mà ma quỷ nó quấn hút bạn, là bạn không biết. Bạn không biết. Cho nên bây giờ bạn phải nhìn thấy rằng đó là một cái âm mưu thâm độc của ma quỷ. Và rất nhiều người trên thế giới này, đặc biệt là Việt Nam, Việt Nam mình có máu cờ bạc quá nhiều. Cho nên cứ dính vào cái cờ bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá, dưới hình thức là đồng tiền, đồng tiếc gì đó, quanh quanh gì đó. Đá gì? Đá gà. Rồi đá ngựa, đua ngựa. Thứ đó hết. Tất cả là ma quỷ nó gầm dỗ. Mình cảm thấy hứng thú bảo vui. Vui mà mất tiền sao vui? Vui mà đi nợ nần người ta sao vui? Vui mà đi lừa người ta sao mà vui? Bạn lừa người ta, bạn lấy tiền. Người ta đưa đồ cho bạn, bạn giữ thì bạn đi bạn lấy tiền. Bạn đã cá độ bóng đá, cá độ gà, cá độ rồi. Hết tiền, người ta buồn, rồi người ta đòi, rồi bạn lo, rồi đi tù. Có đó có gọi là có gì gọi là vui không? Sao bạn bảo là vui được? Cái vui thực sự là phải đưa đến một cái sự bình an, không có hậu quả mới gọi là vui. Cho nên hôm nay tản mạn cuối tuần xin dừng lại ở chỗ này để nhắc nhở các bạn trẻ. Ngày hôm nay mình bị nhiều cái thú vui nó quấn hút, mà lúc nào cũng dùng chữ vui. Vui một giây một phút rồi hại một đời. Có nhiều bạn trẻ dính vào rồi thôi tiêu luôn, tù tội đủ thứ. Cho nên hãy dứt ngay đi, đừng để cho nó cám dỗ bạn nữa. Đừng dùng chữ là ham vui nữa, mà bảo đó là thuốc độc. Mà thuốc độc thì không bao giờ bạn đụng uống được. Chứ bạn bảo đó là ham vui là bạn cứ ham vui mãi, cứ vui mãi. Đó là liều thuốc độc hại cuộc đời của bạn. Bạn không có tiền, bạn đi ăn cắp, bạn lừa người ta, còn ai tin bạn nữa hay không? Mà một khi bạn đã mất niềm tin vào con người rồi thì đời bạn coi như không còn cái gì nữa. Không ai còn tin bạn được nữa thì bạn làm ăn được cái gì? Còn ai muốn giao tiếp với bạn nữa không? Thằng nó lừa lắm, lừa đảo lắm. Cờ bạc cá độ xong rồi nó hết tiền, nó đi lừa người này, lừa người kia. Bạn thấy không? Hậu quả là cái gì? Là sự đau khổ, là sự tan nát, có gì đâu gọi là vui. Vì thế mà bạn, nếu bạn đang dính vào thì ngay từ bây giờ tỉnh thức đi. Không có lý do là tôi vui, không có lý do là ham vui nữa, mà đó là liều thuốc độc, đó là âm mưu của Satan, của ma quỷ, nó quấn hút bạn vào.
Rất nhiều người đã bị tán gia bại sản, rất nhiều người mất hạnh phúc. Có khi về vợ thấy chồng cứ cờ bạc, cứ như vậy thì là sao mà là nó muốn ở với mình, nó ly dị thôi, nó bỏ thôi. Và rất là nhiều người bị vợ bỏ vì lý do là nó không chịu nổi nữa, nó có phải trả nợ cho mình mãi, trả nợ tới bao giờ. Nếu cùng bạn nợ nần, nếu cùng bạn được cái gì, tôi hỏi bạn, bạn chơi bạn cá độ bóng đá thì bạn được cái gì? Trả lời tôi, được cái gì? Lại ham vui, nó tốt là không có vui được cơ mà. Vui cái gì mà vui? Nó vui rồi mà bạn nợ nần người ta, bạn vui rồi bạn đánh lừa người ta, vậy mà vui à? Vui cái chỗ nào? Mà thấy không? Vui chỗ nào? Mà cứ hết lần này đến lần khác, cứ hết lần này tới lần khác, là cứ tái đi tái lại, dính đi dính lại mãi mà bảo là ham vui. Và làm khổ cho biết bao nhiêu người, khổ cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, cho bao nhiêu người thân của mình. Gia đình phải bán cả đất đai, bán cả nhà cửa đi để cho mình vui. Bạn thấy cái vui của bạn nó có đắt giá không? Vui và mất hạnh phúc của bao nhiêu người có đáng vui không? Đó là cái tội chứ vui chỗ nào? Bạn thấy rõ không? Cho nên có nhiều bạn cứ tái đi tái lại. Nay thì xin lỗi, mai thì xin lỗi, mốt thì xin lỗi. Rồi cứ dính như mãi hoài ra. Chú bảo đi về và đừng phạm tội nữa. Chú bảo chú đi về và con muốn làm gì thì làm. Không bao giờ chú nói như thế. Tội gì chú cũng tha, nhưng mà đừng phạm tội đó nữa. Mà sẽ phải lãnh những cái hậu quả đó. Vì sự công thẳng của chú. Đừng có ỷ lại vào lòng thương xót của chú. Bảo chú thương xót mình thì mình cứ phạm tội. Làm gì có chuyện đó. Phải thấy được cái hậu quả đó mới tránh xa nó được. Còn cứ tưởng như là ham vui, hôm nay vui 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 vui. Vui mà làm cho bố mẹ mình khổ sở, vui mà cho anh chị em mình khổ sở, vui mà làm cho mình mất hết danh dự, mất hết uy tín, mất gây tiếng xấu cho cả cộng đồng, tất cả anh em mình. Đó có đáng vui hay không? Thưa anh chị em và các bạn, để tránh cho những người trẻ có thời giờ rảnh rang, nhàn cư vi bất thiện, cho nên là chúng tôi mới mời gọi các bạn ấy vào trong nhóm khát vọng hoặc là nhóm thiên nguyện tín thác để các bạn ra đi làm việc và phục vụ. Lúc đó bạn sẽ thấy được rằng là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, không có dành thời giờ rảnh rang gọi là nhàn cư vi bất thiện nữa. Cho nên chúng tôi đã cất công tổ chức những buổi diễn nguyện, rồi tổ chức những buổi hội trại, tổ chức những buổi bác ái để các bạn đi, các bạn thấy rằng bao nhiêu người nghèo khổ, bao nhiêu người khó khăn mà mình được đầy đủ như thế này, mà mình cứ tiếp tục dấn thân vào con đường tệ nạn xã hội, con đường xì ke, con đường ma túy, nhất là con đường cờ bạc, thì lúc đó bạn sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả mà chính bạn gây ra. Lúc đó bạn đừng có trách Chúa nữa. Qua 2 ngày được tham dự hội trại sắc hè thương xót đã để lại trong con nhiều cảm xúc. Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng con quyết tâm không bỏ qua một cơ hội nào khi tham gia với cha và mọi người. Đó là 2 ngày rất tuyệt vời. Ngoài những trò chơi đầy ắp tiếng cười, trả lại cho chúng con cảm giác đến gần Chúa nhiều hơn. Có những lúc được nằm ngoài biển, ngửa mặt lên trời cầu nguyện, lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót tham dự thánh lễ. Một khung cảnh mà con nghĩ chỉ có chúng con mới được cái phúc này. Rồi lại được cùng cha và mọi người đốt lửa trại và tham gia văn nghệ ngoài biển cho đến 1 giờ sáng. Thú thật, lúc đấy con cũng thấm mệt, nhưng không thể bỏ qua những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. Về phòng ngủ thì rất phí, vì những lúc như thế này bao giờ có được nếu không đi với cha và mọi người. Nhìn cha lúc ấy, chúng con thương cha nhiều lắm, vất vả chăm lo cho đàn con của mình từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc nào cũng tạo cho các con có được những cuộc vui chơi. Đến khi chúng con không còn sức ca hát nữa, cha mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Trong lòng chúng con, cha thật tuyệt vời, kiếm đâu ra người cha thứ hai như vậy. Con không hiểu sao, khi nghe cha giảng đến lúc 4 em bé giơ cao ảnh lòng thương xót, mà một bé mỏi tay ngủ gật thì các con phải làm sao? Một bé lên trả lời thì con phải đưa tay
nâng lên cho bạn. Tự nhiên nghe vậy, nước mắt con trào ra, giống như Chúa lại nhắc nhở con, vì có những lần con chưa làm được điều đó với chính anh em của mình. Chúa ơi, sao Chúa thương con, cho con nhiều ơn quá. Xin Chúa biến đổi tâm hồn con để con sống tốt hơn, để con không phụ lòng cha dạy dỗ, để con không phải hổ thẹn với lòng mình. Tạ ơn Chúa cho con hai ngày hội chạy thật nhiều cung bậc cảm xúc, không từ nào có thể diễn tả được. Con Ngọc Phương, nhóm Khát Vọng. Con tên là Nam, Phật giáo, thuộc nhóm Khát Vọng Lòng Thương Xót. Con xin chia sẻ cảm nhận buổi hội trại sắc hè thương xót. Đây là lần thứ hai con được đi dự hội trại. Là một buổi hội trại đáng nhớ trong cuộc đời con, làm con háo hức, không ngủ được. Những trò chơi cha đưa ra phải có sự đoàn kết của đội mình. Trò chơi tâng banh qua cái mẹt phải có sự nhanh nhẹn và kết hợp của từng đôi trong một đội. Trò ném banh dưới nước phải có sự tinh mắt và canh lực ném của mình. Nhẹ quá thì trái banh chưa rơi tới đích. Rơi khi chưa tới đích, còn mạnh quá thì trái banh không rơi vào xô được. Trò nắm tay cho vòng tròn truyền từ người này qua người khác phải có sự dẻo dai. Qua những trò chơi, sinh hoạt, lửa trại làm cho con thấy mình vui hẳn lên, không còn buồn bã nữa. Con thấy mình được thả lỏng, không còn phải bận tâm những chuyện làm cho mình buồn nữa. Con rất mong mình sẽ được học đạo, được rửa tội để được rước lễ như mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên con được nhảy lửa cùng mọi người. Con cảm thấy như đang có một ngọn lửa bùng cháy bên trong con vậy. Cho dù mệt cỡ nào con cũng thấy vui và muốn bừng cháy hết sức có thể cùng mọi người, chơi cho đến khi kiệt sức thì thôi. Qua chuyến đi này, con thấy mình học được nhiều bài học. Tạ ơn Chúa cho con được ơn đi cùng mọi người. Con sẽ giữ lại những khoảnh khắc này cho đến cuối cuộc đời của con. Amen. Con lạy Đức Nam. Lạy Đức Nam, nhóm Khát Vọng. Đã 2 ngày trôi qua, kể từ ngày con được tham gia sắc hè thương xót, nhưng giờ con mới có thời giờ lắng đọng lại tâm hồn để cảm nhận 2 ngày hè vừa qua. Dự tính ban đầu của con là không tham dự buổi lựa trại này vì năm nay con phải thi tốt nghiệp, nên phải đi học, kiểm tra và thi rất nhiều. Hôm con thi lại dính ngay hôm đi lửa trại, nên con đã xin không tham gia. Nhưng cách hôm đi còn 4 ngày thì trong lòng con như một cái gì thôi thúc con đi đi. Lúc đó con thật sự rất muốn đi, và ngọn lửa quyết tâm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho con. Con nghĩ Chúa Thánh Thần đã ngự trong lòng con và cho con một quyết định rất khôn ngoan. Đó là con xin cô cho thi lại vào tuần sau. Và con quyết định tham dự sắc hè thương xót. Nếu bỏ lỡ chuyến đi này thì thật sự rất khó để có một dịp như vậy nữa. Nên con quyết tâm phải đi cho bằng được. Quả thật quyết định của con rất đúng, vì chuyến đi này thật sự ý nghĩa vô cùng. Đối với con, mỗi chuyến đi cha tổ chức đều mang màu sắc khác nhau, tô lên cuộc đời con một bức tranh vô cùng đẹp và tuyệt vời. Ban đầu xe con gặp phải sự cố lạc đường, nhờ ơn Chúa chúng con đến nơi bình an. Mỗi lúc phát quà, nhìn họ cười, trong lòng con lại nhẹ đi một chút. Nhất là các bé khi nhận được tấm ảnh Chúa, trái bong bóng và cục kẹo đều ôm trong lòng cười rất dễ thương. Con đã chụp lại những khoảnh khắc kỳ diệu này. Chỉ cần bỏ chút thời gian mình có là đổi lấy được những nụ cười tươi như thế rồi. Con thấy mình cũng lời đó chứ. Vậy tại sao giữa cuộc đời sống bộn bề lo toan, ta không bám víu lấy Chúa mà cứ phải chạy theo những sứ cao sang quyền quý? Khi đi học thì ta bù đầu bù cổ, chôn vùi mình trong sách vở và thành tích. Đến khi lớn lên lại bù vùi mình vào trong những vất vả, lo toan tiền tài, danh vọng, công việc, mà không nhớ ra chúng ta có một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc là Chúa Giê-xu. Con cũng chỉ vừa mới cảm nghiệm ra là con có một bến đỗ bình an như vậy khi tham gia sắc hè thương xót. Con luôn nói yêu Chúa nhưng lại lưỡng lự giữa việc đi tìm đến Chúa hay đi thi, trong khi con có cơ hội thi lại mà. Con luôn cảm thấy áp lực mệt mỏi mà lại con lại quên rằng có một người cha luôn chờ đợi con, luôn mong con tham gia sắc hè thương xót. Có một người cũng đang đứng chờ sẵn sàng làm bến đỗ bình yên cho con mỗi lúc mọi nơi là Thiên Chúa. Khi tham gia đêm lửa trại,
con đã quên hết ưu phiền. Lúc Cha cho chúng con bịt mắt lại để tìm đến bên ngọn lửa tình yêu nơi Chúa, con rất lo lắng hoang mang vì không thấy gì hết. Đoạn đường rất trắc trở gian nan. Con phải mò theo, bám lấy sợi dây mong manh để đi. Cũng thế trong cuộc sống, mỗi lúc thấy cuộc đời tăm tối, mịt mù, Chúa luôn cho chúng con một sợi dây dẫn đường để chúng con đi. Và cũng nhờ lời dẫn dắt của Cha, chúng con đã tìm được đến nơi. Đêm nửa lửa trại lần này mang một sắc thái rất đặc biệt. Mọi người chan hòa với nhau, không phân biệt tín thác và khát vọng hai nhóm nữa. Chúng con nhảy nhót và cổ vũ cho nhau rất nhiệt tình. Về nhà con bị mất giọng do hét quá trời đất luôn. Trại hè này các bạn trẻ như con đã bắt được nhịp, dần dần thể hiện thế mạnh của bản thân, trình bày những vũ điệu và bài nhảy rất tuyệt vời, mang đậm sắc hè. Khi Cha phát cho chúng con mỗi người một tờ giấy, con đã suy nghĩ rất lâu là mình muốn gấp gì. Thấy mọi người chung quanh tập trung gấp hết rồi, con mới từ từ cảm nhận xem mình thật sự muốn gì. Và con đã gấp một cái hộp. Con rất sợ mọi người cười con, vì ai cũng gấp con hạc máy bay cái thuyền mà con lại muốn biết thành cái hộp. Thật là con là một người nóng tính, không giỏi lắng nghe và hay thể hiện cảm xúc. Cho nên con muốn trở thành cái hộp để biết kìm nén cảm xúc tiêu cực và biết tiếp thu lời mọi người nói. Con cũng muốn chứa đựng trong mình tình cảm của tất cả mọi người, muốn làm một cái hộp không đáy để đón nhận sự yêu thương và lòng thương xót của Chúa mãi mãi. Lúc ôm ước mơ của mình nằm trên cát, con đã nghe lời tâm tình của Cha. Lúc ấy con đã khóc. Con khóc vì nhiều lần con vô tâm với Chúa mà Chúa chẳng hề giận con. Ngài luôn sẵn sàng ôm con vào lòng như một người cha giàu lòng xót thương ôm lấy đứa con tội lỗi của mình. Con cũng buồn vì có những lúc con suy nghĩ tiêu cực, làm mọi người chung quanh thất vọng, tổn thương. Lúc đó tâm hồn con như những hạt cát giữa biển khơi, còn lời nói của Cha thì như gió biển. Cha đã thổi đi hết những nặng trĩu trong lòng con và con nhẹ nhàng thả mình bay trong gió. Tuy không thể nhìn thấy gió nhưng lại thấy rất mát. Tuy không thể thấy lời Cha nói nhưng lại thấy lòng rất nhẹ nhàng. Đêm lửa trại đã kết thúc trong sự tiếc nuối. Con cảm thấy, sao mới đây mà đã trôi qua rồi vậy? Con còn vương vấn rất nhiều và mong thời gian kéo dài mãi để chúng con được ở bên nhau. Do con thức đêm nhiều hôm để học bài nên thiếu ngủ. Lúc đi lễ và lần chuỗi mân côi con đã ngủ gục mất. Con cố tình thức bản thân bằng nhiều cách nhưng con lại ngủ trong vô thức và điều ấy khiến con thấy bản thân mình rất tệ. Cha luôn tỉnh táo và truyền năng lượng tích cực cho chúng con. Con còn trẻ như vậy lại không thể tỉnh táo trong như giờ phút thiêng liêng như vậy được. Lúc được tham gia trò chơi chờ một người, bọn con được làm việc nhóm và đây là cơ hội hiếm có để có thể cùng nhau bàn luận. Có những lúc tranh luận lớn tiếng, nhưng chúng con lại dần dần hòa lại với nhau, tạo ra một tiểu phẩm rất dễ thương, mọi người thích tiểu phẩm này lắm. Qua buổi sắc hè thương xót, con cũng thấy được có những người âm thầm hy sinh ở phía sau cho con, cho chúng con có một không gian sinh động và khu sinh hoạt tuyệt vời, có một khung cảnh như tranh và mỗi thứ được trang trí đều có ý nghĩa riêng, chứ không phải ngẫu nhiên. Khi chúng con còn mải chơi, thì những người âm thầm ấy vẫn làm việc lặng lẽ thu dọn mọi thứ gọn gàng. Mỗi lần con đi ra là khung cảnh lại thay đổi một chút. Lúc tối lửa trại con thấy ở bãi biển có rác, tuy chúng con đã nhặt nhưng không thể sạch hết được. Sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Lúc chúng con còn say giấc nồng thì một số người âm thầm đã dọn hết mọi thứ gọn lại. Con thật sự rất nể phục và ngưỡng mộ Cha cùng các cô chú ở phía sau âm thầm tổ chức các trò chơi và phục vụ. Nhờ vậy mà chúng con có một sân chơi hết sức tuyệt vời. Tuy chỉ nằm gọn trong hai ngày ngắn ngủi, nhưng sắc hè thương xót đã mang lại cho con rất nhiều vấn vương, rất nhiều cảm xúc được hòa lẫn trong ngày này. Niềm hạnh phúc đã chiếm phần lớn trong lòng con vì con được tham dự đại lễ lòng Chúa thương xót rất đặc biệt và tuyệt vời. Dù biết cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc, nhưng con vẫn không nỡ, vẫn níu kéo lấy sắc hè thương xót. Đúng là một chuyến đi chứa đựng đầy nhiệt huyết, say mê của tuổi trẻ, chứa đựng tình yêu to lớn, cháy bỏng của tất cả mọi người với Chúa Giêsu.
chuyến đi này mãi mãi sẽ nằm trong trái tim, trong thanh xuân và tuổi trẻ của con. Cảm tạ Chúa, cảm ơn Cha luôn tạo điều kiện cho chúng con đến gần với Chúa. Cầu mong Cha luôn khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con bước đi trên chặng đường phía trước. Dù gian nan, gập ghềnh đến đâu, con luôn quyết tâm theo Cha và mọi người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Trâm Anh, 17 tuổi, nhóm Khát Vọng. Chúng con khởi hành từ 5:30 sáng trên chuyến xe Bác Ái đến tỉnh Bình Thuận. Trong lòng con rất háo hức, tại vì đi Bác Ái chúng con háo hức rồi, mà lần này Bác Ái xong lại được tham gia trại hè thì còn gì bằng. Nhưng rất tiếc chúng con lại bỏ lỡ điểm phát quà thứ nhất do lạc đường. Nhưng điều đó cũng không làm nản lòng chúng con, bởi vì đi trên con đường lòng thương xót thì không phải là một con đường thẳng mà cong queo, uốn ngoẹo, khúc khẻo, nhiều trở ngại. Nhưng đó mới là con đường đúng. Đến với bà con giáo xứ Phục Sinh, có những hoàn cảnh nghèo rất đặc biệt, nhưng điều mà con cảm thấy thương nhất để lại trong tim con là hình ảnh nhà thờ Phục Sinh rất nhỏ bé và đơn sơ, như ca khúc Ngôi Nhà Tranh Đơn Sơ, nơi mà chỉ có những người nghèo khổ, khuyết tật, cô độc. Bàn tay của Chúa làm những điều lạ lắm. Phát quà ở điểm thứ hai xong, chúng con lên đường đến Cam Bình Resort. Không gian mênh mông, cái nắng của sắc hè làm chúng con không nóng mà lại cảm thấy hưng phấn, tràn đầy năng lượng. Đây là lần thứ ba mà chúng con được đi hội thao do Cha đứng ra tổ chức hết tất cả. Vẫn như mọi khi, Cha vẫn là người quan tâm từng chi tiết nhỏ bé nhất. Nhưng mà chúng con lại không thấy, vẫn thờ ơ, mọi thứ Cha sắp xếp một cách hoàn chỉnh. Qua hai ngày trại, con cảm thấy bình an và có thật nhiều niềm vui khi ở bên Cha, các cô chú, các anh chị và các bạn. Với các bài vũ điệu quen thuộc nhưng vẫn mãi hừng cháy trong tim con, chú còn tham gia thánh lễ với một tinh thần sốt sáng. Ai cũng niềm nở và quan trọng là ăn năn sám hối với một tâm hồn trong sạch, lãnh nhận bí tích hòa giải để được rước bình Thánh Chúa, lấy ơn toàn xá trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Bên cạnh đó, chúng con được ăn, được chơi rất vui với năm tiêu chí. Giờ nào việc đó, quan tâm luôn tươi cười, bước đến gần nhau hơn, yêu thương trong phục vụ, và tất cả là niềm vui. Đối với một thân phận con người, chúng con chưa biết cách yêu thương nhau, còn giận hờn, ghen ghét. Nhưng mỗi lần đi với Cha, con lại học thêm được rất nhiều bài học quý giá, đặc biệt qua các trò chơi thể hiện tình đoàn kết hiệp nhất. Điều mà Cha muốn chúng con gần gũi nhau hơn, để khi gặp nhau lại nở một nụ cười thật tươi, tuyệt vời lắm. Qua hai ngày sắc hè thương xót, điều để lại ấn tượng trong con nhất là nghi thức bế mạc. Các cây nến được xếp thành hình trái tim, nơi đó như là trái tim lòng thương xót của Chúa, là nơi mà chúng con gửi gắm cuộc đời chúng con vào trái tim Chúa. Nhưng con nghĩ là không phải. Chúa mới là người thực sự mong muốn có một góc nhỏ trong trái tim của con. Bởi vì chúng con còn quên Chúa, còn thờ ơ lạnh nhạt khi chưa biết yêu thương nhau như thế nào. Chúng con mãi là những đứa con không lớn, cần được Cha dắt dìu trong tình yêu và lòng thương xót. Nhìn những giọt nước mắt của Cha rơi xuống, con lại càng quyết tâm hơn để thay đổi bản thân, ném hết những giận hờn, ghen ghét, đố kỵ của con vào đống lửa hừng hực. Cuối cùng, con xin được cảm ơn Cha, người Cha nhân hậu, cái cách mà Cha dạy chúng con chẳng giống ai, mà họ chắc cũng không muốn giống Cha đâu. Bởi đi trên con đường lòng thương xót là con đường dại dột mà Cha hay nói với chúng con: cứ đi đi, còn lại để Chúa lo. Con là Dương, nhóm Khát Vọng. Đây là chuyến đi thứ hai của con cùng Cha và mọi người. Từ lúc tham gia nhóm và theo con đường lòng Chúa thương xót, con rất phấn khởi. Trước kia con là người sống khép kín, không thích tham gia những nơi đông người ồn ào. Khi Cha bắt đầu nhắn tin kêu bình chọn để tham gia sắc hè thương xót, con đã không ngần ngại bình chọn luôn. Mặc dù công việc làm ăn của con đang không được tốt cho lắm, nhưng con chỉ nghĩ một điều là Chúa sẽ lo liệu mọi việc. Khi xe đi,
Mặc dù xe của bên khát vọng bị lạc đường, không chung tay cùng với cha và mọi người làm thiện nguyện ở điểm thứ nhất, còn cũng hơi tiếc. Đúng là theo con đường lòng thương xót luôn trông gai, nhưng anh chị em vẫn luôn sát cánh bên nhau để gặp nhau, để tham gia phát quà ở điểm thứ hai là nhà thờ Phục Sinh. Khi đến đó, thấy người già, trẻ nhỏ, người nghèo đã chờ sẵn, nhìn rất thương. Cha xứ ở đó thân thiện, con được phụ cha và các bạn phát quà đến với mọi người. Con thấy chuyến đi này đúng là có một không hai. Cha kết hợp vừa đi làm thiện nguyện, vừa được cắm trại và mừng đại lễ lòng thương xót. Quá tuyệt vời cha ạ. Khi đi chuyến trại hè này, con không nghĩ là cha tạo một sân chơi cho con và mọi người thoải mái như vậy. Vừa được chơi, vừa được học hỏi nhiều điều để nhận ra được giá trị trong cuộc sống. Qua những buổi lễ và giờ kinh nguyện thật sốt sáng, lúc đó tâm hồn con rất thoải mái và nhẹ nhàng. Giống như con đã tìm thấy chốn bình an bên lòng Chúa thương xót và được Chúa chữa lành. Vì trước kia trong cuộc sống của con luôn gặp nhiều sóng gió từ công việc đến gia đình. Con không nghĩ có một chuyến trải nghiệm thú vị như vậy. Khi tôi đến đốt lửa trại và văn nghệ, thấy mọi người hát rất hay, đặc biệt là các bạn trẻ, các em trong hai nhóm nhảy rất đẹp, khiến con thấy như trở về thời tuổi thơ tham gia sinh hoạt trong giáo xứ của mình. Cha luôn tạo những bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho buổi trại thêm lửa, thêm sinh động và hấp dẫn. Con thích nhất là trò chơi viết tâm thư của mình bỏ vào cho chứng Phục Sinh, vì lúc đó con thấy con như được trải lòng với Chúa. Nằm trên cát, nhìn sao, nghe gió biển rì rào, lòng mình được bình an trong Chúa. Những nỗi buồn vui dâng hết cho Chúa, những đố kỵ, thù hận, ghen ghét ném vào đống lửa. Lúc đó, tâm hồn con như được Chúa vỗ về và an ủi, và con đã khóc. Tạ ơn Chúa cho con được tham gia một chuyến đi thật ý nghĩa, không bao giờ quên được. Chúc cha nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con cùng nhau loan truyền lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Mỹ Thành, nhóm Khát Vọng. Khi vừa đi công tác Bắc Ái tháng 3 xong, cha thông báo cho chúng con về chuyến đi biển này. Cha rất mong muốn tất cả chúng con tham dự lễ hội sắc hè thương xót, mừng kính đại lễ lòng Chúa thương xót. Lúc đầu con cũng hào hứng tham gia, vì con được đi hai lần trước rồi, thật sự rất vui và ý nghĩa. Con học được rất nhiều từ những chuyến đi cùng với cha. Như đến khi cha tạo ra cuộc bình chọn, lúc ấy con gặp trục trặc trong công việc, không biết có đi hay không. Đến lúc gần hết ngày đăng ký, cha nhắn cho con lần thứ hai. Và cũng vừa lúc ấy con giải quyết được hết công việc, con chạy vào đăng ký ngay. Chúa đã lắng nghe và giúp con có thể tham dự vào chuyến đi này. Đêm trước khi đi hội trại, gia đình con lại gặp ít chuyện không mấy suôn sẻ. Con buồn, nằm suy nghĩ, có khi nào Chúa lại thử thách con không? Con có bỏ Chúa khi bị thử thách như thế này không? Vì trên con đường lòng thương xót thì không bao giờ đi thẳng và bình an được. Con chỉ biết cầu nguyện và phó thác hết cho Chúa. Sau đó vài tiếng, con lên xe đi trại. Ở điểm Bắc Ái đầu tiên, con được xem các bé người dân tộc múa điệu cao nguyên trước khi phát quà. Các bé nhỏ nhìn những trái bong bóng và kẹo rất khao khát. Có bé chạy theo năn nỉ, chị ơi, chị có thể cho em một trái bóng thôi được không? Đối với chúng con thì trái bóng có đáng gì, nhưng đối với các em, đó là niềm vui, là nụ cười vô giá, cho đi để nhìn lại phận người. Sau đó con được tới bãi biển khai mạc trại hè. Mỗi lần đi con thấy mỗi khác, mỗi cảm giác và cảm nhận cũng khác nhau. Vào buổi tối khi bước vào lửa trại, con thực sự thích lúc đó nhất. Lần này cha cho tắt hết đèn và bịt mắt lại, chỉ có thể mò dây đi trong bóng tối để tới được nơi cần đến. Lúc đó cha muốn chúng con chỉ bám víu và cầu nguyện với Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể chỉ cho chúng con tới nơi được thôi. Con còn được cầm một tờ giấy để chúng con ráp vào được một bài hát có ý nghĩa. Khi đốt lửa, chúng con được nắm tay nhau quây quần, ca hát nhảy múa dưới lửa cùng nhau, giống như người một nhà, không xa lạ, không khoảng cách, như một gia đình lớn của lòng Chúa thương xót. Những trò chơi trao cho chúng con chơi để nghiệm ra được tình đoàn kết và yêu thương nhau. Ấn tượng nhất với con chắc là khoảnh khắc cha phát cho mỗi người một tờ giấy.
sau đó nằm trên cát, nhìn lên trời, gửi gắm những ước nguyện của con vào tờ giấy rồi bỏ vào trái trứng phục sinh. Rồi trái trứng đó được bỏ vào lửa để đốt lên, như cha nói với chúng con rằng, để ước mơ của chúng con không chỉ là ước mơ mà còn có thể đốt cháy và bùng lên. Còn rất xúc động lúc ấy. Sáng sớm khi đi ra để lần chuỗi và dự lễ, thường thiếu ngủ con sẽ buồn ngủ, ngáp và ngủ gật lắm. Nhưng lần này con bị cha bắt lên ngồi đầu. Dù buồn ngủ nhưng con vẫn chưa ngủ gật lần nào mà tỉnh như ruồi luôn ạ. Con nghĩ rằng chắc chắn lúc đó có Chúa ở đó nên con mới có thể được như vậy. Những khi đọc kinh và dự lễ, con thường buồn ngủ nhưng lần này lại không. Lúc làm nghi thức kết thúc trại lửa, kết thúc trại hè, con thấy buồn và tiếc lắm. Con không hiểu sao lại nhanh như thế. Lúc con cầm nến đưa vào trái tim và ném khăn vào đống lửa, con nghĩ rằng chúng con chỉ kết thúc chuyến đi thôi. Nhưng chúng con giống như đống lửa sẽ bùng cháy lên chứ không dừng lại ở đây. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho chúng con được tham dự vào trại hè ý nghĩa này. Chắc con sẽ không đi và cảm nhận được lần nào như này thế này đâu. Xin Chúa gìn giữ và ban cho cha, các cô chú anh chị em khát vọng thiên thác sức khỏe và bình an trong lòng thương xót, để có thể đồng hành cùng cha đi loan truyền lòng thương xót Chúa mọi nơi. Con Thanh Xuân, thiện nguyện tín thác. Hội trại sắc hè thương xót đã qua đi, nhưng vẫn động lại trong trái tim con những suy gẫm, hoài niệm khó quên. Bắt đầu chuyến đi bằng việc làm bác ái. Điều đó nhắc nhở con rằng làm mọi thứ đều phải khởi phát từ tình yêu thương bằng sự phục vụ. Đây là lần đầu tiên con được giao nhiệm vụ làm người lưu giữ lại những khoảnh khắc trong suốt quá trình phát quà. Con mới nhận ra có rất rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ, đẹp hơn cả hàng chục bộ trang phục lộng lẫy, đẹp hơn cả những ngôi nhà, những chiếc xe tính bằng tiền tỷ, đẹp hơn cả những thứ xa hoa mà bao người mong ước. Đơn giản, chỉ là ánh mắt vui mừng của những tấm thân nhỏ bé gầy gò. Đơn giản chỉ là nụ cười rạng ngời của những em bé có làn da bánh mật. Đơn giản chỉ là đôi tay thô sần đang cẩn thận nâng niu tấm mảnh lòng thương xót. Những mảnh đời ấy sao lại đẹp đẽ đến thế? À, vì trong họ có lòng thương xót. Chính lòng thương xót là trang phục đẹp đẽ nhất họ có thể mặc lên người. Lòng thương xót là ngôi nhà vững bền nhất, nơi họ nương náu qua những chuỗi ngày lầm than đời này. Lòng thương xót là chiếc xe sáng loáng nhất đưa họ đi đến bên bờ thương yêu, đến thiên đàng hạnh phúc. Cuộc đời này chúng con chỉ cần lòng thương xót mà thôi. Chỉ duy nhất một điều ấy có thể thay thế cho mọi thứ con người mong cầu và theo đuổi. Tạm biệt những con người ấy, chúng con tiến bước đến chỗ tổ chức hội trại. Chúng con được đắm chìm trong nhiều trò chơi ý nghĩa, nối kết những con người xa lạ lại với nhau, hàn gắn những hận thù đã cũ và vẽ thêm những tình bạn đẹp. Chúng con còn được nhảy múa cùng nhau, những bài hát và cử điệu khiến không khí càng sôi động đoàn kết hơn. Thoáng chốc đã đến thời khắc khai mạc lửa trại. Khác với lần trước, cha đã cho chúng con tham gia một hoạt động có 102, chính là bịt mắt lần theo sợi dây. Khi con người lạc lối, bị bóng tối, bị sự giữ bao phủ, che lấp đi tầm nhìn, liệu ta còn có thể tìm được con đường để quay về với lòng thương xót hay không? Có chứ, vì Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ. Ngài sẽ luôn để ở đấy một sợi dây. Sợi dây ấy chẳng bao giờ đứt, cũng chẳng bao giờ mất đi. Sợi dây ấy sẽ soi sáng mở lối cho chúng ta trở về. Nhưng có mấy người can đảm và đủ niềm cậy trông nắm vào sợi dây ấy? Ta vẫn luôn hoài nghi liệu đích đến có thật sự tốt đẹp. Sao ta đi hoài, đi mãi mà chẳng thấy sự êm đềm nào? Thay vào đó là bao khó khăn, là bao lần vấp ngã, bao lần ta phải thốt lên: Chúa ơi, Chúa đang ở nơi nào? Sao Chúa để con một mình? Sao Chúa bỏ mặc con phải vật vã chầy chật mãi như thế này? Và câu trả lời xác đáng nhất có lẽ là tín thác. Hãy cứ tin và bước đi, dù sơ xác, dù có phải bò, phải lết từng chút một, thì bằng niềm cậy trông vững bền, ta sẽ gặp được vinh quang, đến được nơi hạnh phúc.
mở khăn bịt mắt ra. Chúng con đã được nối kết với nhau thành vòng tròn và cùng kết nhau lên bài ca. Ôi thật tràn ngập yêu thương và tình đoàn kết. Quây quần bên đống lửa, chúng con nắm tay nhau, cùng nhau nhảy lửa, cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ ý nghĩa đã được kỳ công chuẩn bị. Khoảnh khắc ấy, con chỉ muốn thời gian ngưng động lại, để con nhớ thật kỹ, khắc thật sâu từng giây từng phút được cùng cha và mọi người đắm chìm trong lòng thương xót. Để kết thúc đêm lửa trại, trao cho chúng con mỗi người một tờ giấy. Chúng con nằm xuống trên cát, từng hạt cát như ôm ấp, chở che tâm thân mỏng giòn yếu đuối của phận người. Từng cơn gió thổi qua mái tóc, qua gương mặt như bàn tay mềm mại ân cần của Chúa đang vỗ về chúng con. Tiếng sóng biển rì rào, xô vào bờ từng làn một, êm ả và huyền bí. Cũng như tiếng Chúa đang thì thầm bên tai, đôi lúc rõ mồn một, nhưng đôi lúc lại thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất hẳn. Vì thế mà niềm tin của con đôi lúc lại sôi trào, đôi lúc lại nguội lạnh. Nhưng có phải Chúa không nói chuyện với con nữa hay không? Chắc chắn là không rồi. Do con cả thôi, do con cứng lòng, do con bị âm thanh của tiền tài, công việc, hư danh mời gọi mà phớt lờ đi tiếng Chúa. Ngả lưng xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời ấy sao mà rộng lớn quá, nó bao phủ cả một hành tinh như tình yêu của Chúa vậy, luôn dồi dào và không ngừng tuôn đổ xuống trên chúng con. Còn chúng con, mỗi người là một ngôi sao lấp lánh trong khoảng trời ấy. Chúng con luôn được Chúa xếp vào một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim của Ngài. Vị trí ấy chúng con chẳng cần tranh giành với ai cả. Vậy mà để có được một chỗ trong trái tim con thôi, Chúa đã phải lao lực trải qua cái chết chỉ để đổi lấy một chỗ nhỏ bé trong trái tim của đứa con hèn mọn này. Chúa ơi, con đã khóc thật rồi, vì Chúa yêu con nhiều quá. Chúa sẵn sàng hy sinh vì con mà con lại ích kỷ tính toán với Chúa từng chút một. Con đã nói ra hết những bâng khuâng của mình, được trải lòng ra với Chúa, tâm hồn con bình yên lắm. Con chẳng biết dâng lên Chúa con thuyền hay ngôi sao, con chỉ có thể gấp hình cái phiễu và cho cát vào đó. Cái phiễu ấy chứa đựng những lăn tăn khúc mắc con đã để trong lòng suốt bấy lâu. Giờ đây con gửi gắm hết cho Chúa. Ngọn lửa lòng thương xót sẽ thiêu rụi tất cả buồn phiền, âu lo và sẽ đốt lên những ước mơ, mong ước của chúng con. Khi lửa đã tắt, chúng con đã nán lại để có thể hát với nhau. Đây là lần đầu tiên con được cháy hết mình, được nhảy múa và ca hát mà không bị sự ngại ngùng, tự ti chi phối. Đúng thật, tuổi trẻ chỉ thoáng qua một lần trong đời, và con rất hạnh phúc khi tuổi trẻ của con có sự hiện diện của Chúa, của cha và của những cô chú anh chị cùng chung đích đến với con. Con mong rằng, dù thời gian trôi đi, chúng con vẫn sẽ luôn dùng sức trẻ của mình để hiến dâng, loan truyền lòng thương xót Chúa đến mọi người ở khắp mọi nơi. Đến với ngày thứ hai, chúng con được tham dự thánh lễ lần chuỗi, hai hoạt động không thể thiếu để gắn kết chúng con bền chặt hơn với Chúa. Sau đó chúng con được tham dự thêm nhiều trò chơi từ hồ bơi ra bãi biển. Với cái nắng đặc trưng của mùa hè, chúng con cùng cười đùa với nhau, cùng ra khơi với Đức Kitô. Mỗi chúng ta là những người ngư dân, ngày đêm ra khơi để tìm và kêu gọi những người con hoang đàng quay đầu trở về. Quay về đất liền, chúng con sinh hoạt và chia sẻ với nhau về bốn chủ đề: cười, yêu, chờ, chọn. Cười vì điều gì? Yêu ai? Chờ gì? Chọn ai? Thế gian sẽ trả lời rằng: cười vì nịnh bợ, yêu những người mang đến lợi ích cho mình, chờ những lời hứa hẹn về danh vọng chức quyền, và chọn đi theo phục vụ những đại gia, người nắm trong tay quyền lực. Còn con, sau chuyến đi hội trại sắc hè thương xót, sẽ dõng dạc tuyên xưng: cười vì Chúa luôn đồng hành cùng con trong từng bước đi của cuộc đời. Yêu người như cách mình được yêu, chờ đợi trong niềm tín thác tuyệt đối vào Đức Kitô, và chọn Giê-xu. Tất cả đều hướng về lòng thương xót. Chớp mắt cái thôi, đã đến lúc chia xa. Chúa ơi,
Con xin phó thác trọn vẹn thân xác tâm hồn con cho lòng thương xót của Chúa, vì con biết rằng đó là bến đỗ bền vững, an toàn và bình yên nhất cho kiếp người lênh đênh như chúng con. Chúa ơi, tạ ơn Chúa thật nhiều vì đã luôn yêu con. Tình yêu cao vời ấy chỉ có dấu chấm chứ không bao giờ tồn tại dấu phẩy là điều kiện nào. Cảm ơn Cha vì Cha đã chịu đựng và hy sinh rất nhiều cho chúng con. Cha làm tất cả chỉ với mong ước đàn con thơ của mình sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa mà quay đầu. Cha đã có thể lựa chọn cuộc sống an nhàn hơn, nhưng không. Chỉ vì yêu, Cha sẵn sàng bỏ thời gian và sức khỏe của mình để đem đến cho chúng con cơ hội hoán cải trở về, để Chúa soi sáng và dẫn dắt chúng con. Mong rằng ngọn lửa ấy vẫn sẽ mãi cháy sáng. Xin Chúa che chở Cha trong suốt hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa đến mọi người mọi nơi. Con Ngọc Khuê, 16 tuổi, nhóm thiện nguyện Tín Thác. Con rất hân hạnh và diễm phúc được tham gia hội trại sắc hè thương xót. Không hiểu tại sao, mỗi lần đi con lại được Chúa chạm vào trái tim, làm cho con rớt nước mắt. Cảm ơn Cha vì tất cả những gì con được Cha dạy con qua các trò chơi, nhất là trò bịt mắt và đi tìm ước mơ. Nhiều câu chuyện, việc làm và lời dẫn thật sâu sắc của Cha đã chạm tới trái tim rất nhiều người. Ôi, lòng thương xót của Chúa rất bao la, chỉ mong sao trong trái tim con có Chúa ngự vào. Đúng thật, Chúa đã chạm vào trái tim con rồi. Con nghĩ cả cuộc đời này con không thể quên được hình ảnh các buổi sinh hoạt Cha cùng với anh chị em lo cho chúng con từ chuyện rất nhỏ. Qua 2 ngày được tham dự hội trại, con nhận được rất nhiều, làm cho đức tin của con càng thêm vững mạnh hơn. Con cảm nhận Cha cũng rất mệt, nhưng vì lòng thương xót đã chiến thắng tất cả. Hội trại được trang trí tuyệt vời và rất ý nghĩa. Văn nghệ đêm lửa trại hay quá. Con cảm thấy quên đi những mệt nhọc của cả ngày, dù phải dậy rất sớm. Buổi đại lễ lòng thương xót thật trang nghiêm. Con nghe từ bài đọc, lời bài hát, lời Cha giảng sâu thấm quá. Con đã cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa luôn ở trong con và tất cả anh chị em. Một ngày đại lễ lòng thương xót đối với con không sao quên được. Con nguyện theo Chúa đến giây phút cuối cùng. Chỉ có Chúa đời con mới sướng vui. Sắc hè thương xót thật độc đáo và ấn tượng Cha ạ. Cha đã khổ công và anh chị em cộng tác để làm cho đại lễ lòng thương xót Chúa được vinh danh hơn. Con rất diễm phúc được tham gia. Con rất ấn tượng. Cha khóc làm chúng con khóc theo Cha. Nếu toàn thể thế giới này nhận biết lòng thương xót Chúa thì sẽ không còn chiến tranh, hận thù, chết chóc, phân ly, phải không Cha? Mọi người sẽ hạnh phúc bên lòng Chúa thương xót. Con Phạm Quốc Tuấn, nhóm thiện nguyện Tin Thác. Mời chị em nghe một cảm nhận nữa của một bạn trẻ. Đặc biệt lần này là những cảm nhận của những người trẻ, các em 16, 17, 18, 20 và 22 đã có những cảm nhận rất là sâu sắc, bén nhạy. Con xin chia sẻ cảm nhận của mình sau 2 ngày hòa tan với mọi người ở sắc hè thương xót. Lần này để bắt đầu hội hè thì Cha đã quyết định đi làm bác ái ở 2 nơi. Nhưng lại một lần nữa con bỏ lỡ điểm phát quà thứ nhất vì đi lạc đường trên cao tốc. Đúng là đi theo lòng thương xót Chúa thì phải gặp thử thách mới là đi đúng đường. Cha còn nói lúc về Cha đếm lại, tổng cộng chúng ta gặp 15 sự khó, 15 thử thách trước đại lễ kinh lòng thương xót, trước hội trại sắc hè thương xót. Vậy mà chúng ta đã có thể vượt qua. Kết quả lại còn đẹp hơn mong đợi khi mọi việc qua tay Chúa. Chỉ muốn con thốt lên sau lòng thương xót Chúa lại kỳ diệu như thế. Điều làm con ấn tượng nhất là vào trước đêm lửa trại, khi con và mọi người đều bị bịt mắt. Con được trải nghiệm cảm giác giống như người bị khiếm thị. Mọi thứ đều tối om, không thể phân biệt được phương hướng nữa. Lúc đó, con phải bám vào người đằng trước, nhưng không ai có thể ở bên chúng ta mãi mãi. Chỉ có Chúa mà thôi. Khi đó người đằng trước đã đi mất, chỉ để lại con với sợi dây. Trên đường đi khi bám vào sợi dây cũng có rất nhiều khó khăn như những chiếc hố cát, như những lần thử thách. Nếu không Tín Thác bám chặt sợi dây thì sẽ ngã. Con còn gặp sợi dây bị đứt.
Lúc đó con hoàn toàn mất phương hướng. Lúc đó cô chú nói con hãy quay đầu và đi ngược lại. Khi con đi ngược lại thì có người lại nói con phải vòng lại đi tiếp đường vừa nãy. Hai ba giọng nói cùng lúc khiến con xoay như trong chóng. Đấy là những lúc con bị lạc mất chú. Đôi khi chú con đi sai đường khi nghe theo lời con người, không nghe theo tiếng chú. Nhưng đến phút cuối cùng con đã tìm lại được sợi dây và khi đi theo rồi được mở bịt mắt. Khung cảnh chung quanh đã khiến con phải mở to mắt và ngạc nhiên. Mọi người đã được nối kết với nhau thành một hình tròn bao quanh đống củi, đống lửa, thật tuyệt vời. Một đêm lửa chạy đáng nhớ trong đời con. Chúng con có một tiết mục văn nghệ là bài ca tôm cá. Khi tập chúng con cũng thiếu người, hoặc có những hôm người này người kia bận không tập được. Con và các bạn cùng múa trước tiết mục đã rất lo vì chúng con sợ không làm tốt được. Con thấy cha đặt hết niềm tin vào giới trẻ tụi con. Vì mọi khi cha xét duyệt tiết mục rất kỹ, nhưng lần này cha để tụi con tự phát huy, tự sáng kiến. Tuy có chút trục trặc nhỏ, nhưng sau đó tiết mục diễn ra rất trọn vẹn. Tự nhiên khi nhảy, lửa trong người con cháy bừng bừng. Con cũng đã cười khi nhảy mà không giống như mấy lần tập vì lo nhớ bài mà quên cười, mặt căng thẳng lắm. Đúng là cuộc sống không phải là một chuỗi ngày để thở dài, mà là những lần tim ta đập nhanh. Cảm giác rất là đều có ý nghĩa chứ không chỉ để biểu diễn cho vui. Các tiết mục khác cũng rất hay và quan trọng là đều có ý nghĩa chứ không phải chỉ để biểu diễn cho vui. Kết thúc buổi lời chạy bằng nghi thức cầu nguyện. Nhưng đặc biệt hơn khi bốn đội được nhận bốn quả trứng phục sinh đầy màu sắc. Trong đấy có những tờ giấy phát cho mỗi người để cầu nguyện mong ước ước mơ của mình. Mọi người phải quây quần quanh trứng phục sinh rồi gấp giấy thành ước mơ của mình và nằm xuống cát. Con đã gấp một chiếc hộp nhỏ không có nắp. Với ước mơ của con là hứng lên lòng thương xót Chúa tuôn ra. Không có nắp là vì con chỉ có một tờ giấy. Nhưng trùng hợp là vì không có nắp nên lòng thương xót của Chúa mới có thể tràn ra để đến với mọi người. Nằm ở biển, được ước nguyện, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng rì rào, con đã vô tình ngủ quên. Tuy ngắn nhưng rất ngon và bình yên. Ngày hôm sau, mọi người còn được tắm biển và chơi trò chơi. Ấn tượng với con là trò chờ một người. Khi bốn đội lần lượt được nhận bốn từ là cười, yêu, chờ, chọn. Và phải chọn ra 10 người lên sân khấu, lấy đạo cụ để có thể làm ra một bức tranh thể hiện được từ ngữ mà đội mình được nhận. Mỗi đội đều thể hiện rất hay. Chỉ một từ mà mọi người có thể dựng nên một kịch bản, một câu chuyện và đặc biệt là đều có Chúa hiện diện trong từng câu chuyện đó. Lần này khác với những hội hè lần trước là con không được ở chung phòng với những người con thân, mà được xếp vô phòng chung với chị Vân Anh và chị Kim Anh. Con và em gái con cũng tên Anh nên có thể gọi là phòng Tứ Anh. Lúc đầu vào phòng có chút ngại ngùng, nhưng sau đó mấy chị em rất thoải mái với nhau. Vì ở chung nên càng gắn bó thân thiết hơn. Có bánh kẹo, đồ ăn hay vật dụng cần thiết đều chia sẻ cho nhau. Khi bơi xong cùng lên, mấy chị biết con bị lạnh cũng nhường con tắm trước khiến con thấy ấm lòng. Lần này đi con cũng ít đi cùng những người con đã thân hơn và gặp với những người chưa thân để cùng thân hơn. Tuy hai ngày vỏn vẹn, nhưng con cảm giác như mình và hai nhóm tin thác và khát vọng như một đại gia đình. Còn cha như một người cha dẫn dắt chúng con. Lúc về con tràn đầy tiếc nuối, ước cho thời gian trôi qua chậm, chút cho được gần nhau nhiều hơn. Tạ ơn Chúa vì buổi chạy đầy ý nghĩa, nụ cười và nước mắt. Cảm ơn cha cho con cơ hội để tham gia buổi lễ mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa có 102 như thế này. Con Quỳnh Anh, nhóm Khát Vọng. Thưa anh chị em, còn mấy phút nữa? Hết giờ hả? Vâng. Hết giờ rồi, còn nhiều chia sẻ quá mà rất tiếc là vì chúng tôi không còn thời giờ nữa để đọc lại cho các bạn những chia sẻ, những cảm nhận này. Hy vọng sẽ còn có dịp để đọc lại cho các bạn nghe những cảm xúc, cảm nhận ấy để các bạn thấy được rằng là đối với Chúa, Chúa làm được mọi chuyện. Những người trẻ như vậy tưởng rằng họ không có cảm nhận được
Nhưng mà lúc đọc xong thì tôi mới thấy rằng những bạn trẻ cảm nhận rất là sâu. Và như thế đó là một niềm vui, vì họ không phải là những người mà hơi hợt, thích vui. Nhưng mà họ còn là những người mà biết cầu nguyện, biết suy nghĩ, biết suy gẫm, và nhất là biết rút ra những bài học về lòng thương xót của Chúa. Và chúng tôi tin rằng là những người trẻ ấy là tương lai của những nhóm khát vọng và nhóm tí thác, cũng là tương lai mà con đường lòng thương xót Chúa đang chờ các bạn. Vì chúng tôi lớn tuổi, già rồi cũng qua đi, nếu mà không có những truyền nhân, nếu mà không có những người kế thừa, thì công việc lòng thương xót Chúa sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào? Chúa quan phòng đã gửi các bạn trẻ đến và cho các bạn trẻ ấy có được những cảm nhận thật là sâu lắng như thế này. Đó là một điều mà chính bản thân chúng tôi khi thực hiện những trại hè như thế cũng không nghĩ là các bạn có thể như vậy được. Vì đa số người trẻ ngày hôm nay họ sống rất là vui, rất là năng động, tích cực, nhưng mà cũng lại là chỉ bề ngoài hơi hợt, còn sâu lắng thì rất là khó và rất là hiếm. Cho nên khi mà nghe được các bạn chia sẻ những điều đó, cảm thấy vui lắm, cảm thấy bình an, cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc vất vả của mình được trôi đi hết, và thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi một người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và các bạn. Bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta mở chặng 221, hát bài Giêsu là đường thương xót câu thứ 3. Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giêsu mặc xác phàm trần. Tiếng Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đưa em ta về bến yêu thương. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin khẩn cầu Ngài thương, thứ tha chữa.